mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vứt áo choàng lại, đứng phát dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Cảnh tượng này cho ta thấy đời anh bị bao phủ bởi nhiều thứ bóng tối. Bóng tối thể lý, không có đôi mắt, đời anh chìm trong tăm tối. Không biết thế nào là ánh sáng, không biết thế nào là cảnh thiên nhiên. Không nhìn được khuôn mặt của những người thân, không tự mình làm gì được, không tự mình sinh sống được. Chẳng biết có ánh sáng ban ngày, đời anh chìm ngập một bóng đêm. Bóng đêm dày đặc không một chút ánh sáng, bóng đêm triền miên không bao giờ chấm dứt. Tất cả là một màu đen, thế giới màu đen, quần áo anh mặc màu đen, khuôn mặt mọi người đều màu đen, cơm anh ăn hàng ngày cũng màu đen, một màu đen muôn thuở. Cuộc đời anh không có lối thoát, anh bị kết án suốt đời chịu giam cầm trong bóng tối. Làm sao thoát ra được khi anh không thể tự mình làm gì, khi mọi người, kể cả những người thân ruồng bỏ anh, khi xã hội gạt anh ra bên lề cuộc sống. Nhưng Đức Kitô đem đến cho ánh sáng ngập tràn. Người chiếu vào đời anh ánh sáng hy vọng. Tuy chưa được gặp Chúa, nhưng chỉ nghe những lời Chúa giảng, những việc Chúa làm, anh đã tràn trề hy vọng. Chúa có thể giải thoát anh khỏi định mệnh tăm tối vây bọc cuộc đời anh. Người có thể đưa anh tới miền ánh sáng. Tương lai anh sẽ thay đổi, cuộc đời anh sẽ tươi sáng. Anh tràn ngập niềm hy vọng, niềm hy vọng trở thành ánh sáng chiếu soi cuộc đời anh. Người chiếu vào đời anh ánh sáng đức tin. Tuy chưa gặp Chúa, nhưng anh đã hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Không tin sao được, vì chỉ có Chúa là đứng duy nhất có thể cứu anh khỏi bóng tối. Vì thế, thoạt nghe tiếng Chúa, anh đã kêu van lớn tiếng xưng tụng: Người là con vua David, nghĩa là đứng cứu thế. Có lẽ những người đi đón Chúa hôm ấy đều có đôi mắt sáng, nhưng không ai có ánh sáng đức tin, vì không ai tin Chúa là đứng cứu thế. Trừ anh mù, mắt anh mù nhưng đức tin của anh sáng, nên anh là người duy nhất lớn tiếng tuyên xưng Chúa là đấng cứu thế. Niềm tin của anh thật mạnh liệt, dù bị mọi người chung quanh ngăn cản, niềm tin ấy không những không bị suy yếu, mà còn càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bị mọi người đe dọa, cấm cản, niềm tin của anh càng vững vàng, không gì có thể lay chuyển được.
nên anh càng kêu to hơn. Người đã chiếu vào đời anh ánh sáng tình yêu. Chúa là tình yêu. Chúa không nghe bằng tai, nhưng nghe bằng trái tim. Vì thế, giữa đám đông hỗn độn của thành Jericho, Chúa vẫn nghe được tiếng kêu van của một người con bé nhỏ ngồi bên vệ đường. Không những Chúa nghe thấy tiếng lòng khốn khổ của anh, mà Chúa còn ưu ái gọi anh đến. Thật là một cử chỉ ưu ái quá sức tưởng tượng. Giữa đám đông trong một thành phố hồn hoa, Chúa chẳng gọi ai trừ ra người mù ngồi bên vệ đường. Chúa chẳng chờ đợi ai trừ ra chờ đợi người con nhỏ bé tội nghiệp bị bỏ rơi nhất thành phố đến với Chúa. Đời anh chưa được ai yêu thương như thế. Đời anh chưa được ai quan tâm như thế. Đời anh chưa được ai mời gọi như thế. Đời anh chưa được ai âu yếm như thế. Tình yêu Chúa làm cho đời anh bừng sáng. Anh tìm thấy tất cả ý nghĩa cuộc đời khi gặp được Chúa. Chúa đem ánh sáng đến cho anh. Chúa là tất cả đời anh. Anh không cần gì khác nữa. Anh vứt bỏ cả áo choàng là tài sản duy nhất, vì anh đã khám phá ra cho kho tàng quý giá nhất đời. Anh đứng phát dậy mà đến với Chúa, vì tuy mắt chưa nhìn thấy mà lòng anh sáng như sao băng. Và nhất là anh đi theo Chúa cho đến cùng, vì Chúa chính là ánh sáng cho đời anh. Chúa sẽ dẫn đường anh đi, đi đến sự thật và đến sự sống. Đời sống tôi có nhiều bóng tối, vì tôi chưa tin vào Chúa. Đời sống tôi bế tắc vì tôi chưa đặt niềm hy vọng vào Chúa. Đời tôi mệt mỏi chán chường vì tôi chưa yêu mến Chúa. Hãy tin tưởng vào Chúa. Ánh sáng đức tin sẽ chiếu soi đường tôi đi. Hãy hy vọng vào Chúa. Niềm hy vọng là ánh sáng ấm áp cho cuộc đời. Hãy yêu mến Chúa. Tình yêu Chúa là ánh sáng hướng dẫn mọi tư tưởng, lời nói, việc làm của tôi. Hãy noi gương anh mù thành Jericho, bỏ tất cả mà theo Chúa. Sống bên Chúa, đời tôi sẽ ngập tràn. Người bên vệ đường, người mù loà xin chút tình thương. Kìa Chúa đồng hành cùng đoàn người tiến về phía trước. Khi ấy người mù bên vệ đường nhận ra Chúa đấng ban nguồn vui luôn đỡ nâng người khốn khổ. Lạy con vua David xin dù tình xót thương cho con được thấy thay danh ngài mọi người kính tin. Lạy con vua David xin rũ tình xót thương cho con được thấy thấy tình người thắp sáng muôn phương. Cuộc sống lạnh lùng nhìn nhiều người làm lụng khổ đau, chẳng chút động lòng nhìn nhiều người khốn cùng đói khát. Xin hãy mở rộng tâm hồn mình để nhìn thấy Chúa luôn ở bên ai khổ đau người đói nghèo. Lạy con vua David xin dù tình xót thương cho con được thấy
danh Ngài mọi người kính tin. Lạy con vua David, xin rũ tình xót thương, cho con được thấy thấy tình người thắp sáng muôn đến thật gần để cảm nghiệm bao nỗi khổ đau. Kìa những phận người cả cuộc đời đói nghèo khốn khó, xin hãy một lần mở rộng lòng để thương xót những ai khổ đau vui đỡ đần thật ơn cần. Con vua David xin dù tình xót thương, cho con được thấy hay danh Ngài mọi người kính tin. Lạy con vua David xin dù tình xót thương, cho con được thấy thấy tình người thắp sáng muôn phương. Lạy con vua David xin rũ tình xót thương, cho con được thấy